Đây rồi. Đây rồi. Xe Mercedes ra Hà Nội với tất cả anh em streamer làm live show ca nhạc tại đám cưới Funky. Wow, amazing. 3 tiếng trước. Giờ mình xem có đáng không nhỉ? Nhưng mà không, tôi nghĩ là hai hôm nữa tôi off stream rồi nên bây giờ mình nên xem luôn là hợp lý này. Hello, xin chào mọi người. Hello, xin chào các bạn. Hello, xin chào mọi người. Và giống vậy liền. Hello, xin chào Hiếu Lan. Trả lại cái mùa xe Mercedes. À, cũng khá là lâu rồi mình chưa ra video không, nhưng mà còn lâu hơn đó chính là mình trở về với thủ đô của đất nước mình, đó chính là Hà Nội. À, hiện tại hôm nay là mình mới bay ra vào một tầm buổi trưa với Linh Ngọc Đàm và Trang và tất cả anh em. Anh Độ là không bao giờ sắp kênh ai cả, đứng ra đây để có thể ăn mừng ngày đám cưới của Funky. Nhưng mà có một nhân không vật không sắp trong ai cả. Anh em một mới đổi cam lên mà cam đã lên. Mà biến mất khỏi xã hội trong khoảng biết bao nhiêu lâu đấy, nay rồi dưới vậy. Mà bây giờ mới có cơ hội gặp lại, đó chính là Peo Peo. Peo Peo thì theo các bạn biết đã về Hải Phòng để sống nên vậy từ lúc đấy đến giờ là mình gần như là chưa có cơ hội gặp lại, và hơn nữa là mình đổ với Peo gần như là còn lâu hơn là chưa có cơ hội nhìn nhau mà gặp ba đứa nữa. Bởi vì hồi trước là đổ hay đi vào Sài Gòn đi công việc đi thì ít nhất còn có đi nhậu với nhau hàng ngày hàng đêm. Ui, anh Hiếu hồi xưa trông kiểu đẹp trai nhỉ, trông đúng kiểu nhà giàu đẹp trai ấy em đó. Nhưng mà từ lúc mà Peo Peo đi về Hải Phòng thì thật sự cái điều đấy là ui, bây giờ trông đúng kiểu đẹp trai nhà giàu ấy, nhưng không có luôn, là anh em chưa bao giờ gặp nhau cả ba lại lần nữa. Từ lúc đó đến giờ là bây giờ cũng khá là lâu rồi đó, hơn năm mấy rồi đó. Hiện tại bây giờ thì ra đợt tôi mời anh Bill ấy đi cũng hơi ngại, kiểu không biết anh biết có đi không, mà không ngờ là anh Bill dẫn cả vợ ra đập cưới tôi. Wow, cảm giác hãnh diện vậy Linh. À, mình đang ở Novotel Sài Gòn. À, mình mới về khách sạn, mới được từ sân bay bay vô về khách sạn xong. Trên ủa, đường đi từ sân bay thì mình có ghé qua một nơi cực kỳ nổi tiếng, một nơi mà anh Lê Khói và Quang Ngọc Trịnh giới thiệu rất là nhiều và mà lần nào đi cũng phải thử và đi cũng phải ăn, đó chính là phở một sân bay, phở Big Bowl ở sân bay. À. Ui, như sao hôm qua các bạn, thề các bạn nó đi làm chó luôn, nó đi tôi làm chó luôn các bạn. Hôm qua tôi mơ tôi đi ăn phở ở đây ạ, vãi lộn ạ, tôi hiểu kiểu gì, déjà vu ấy Linh. Thì đó, hôm nay mình có đá qua đá nhè. Ui, mẹ mà nó gọi bát phở trông như cái chậu ấy này, bên này lại gọi cái đéo là trứng trần à? Là một tô, nghe quảng cáo căng lắm là vậy thôi, anh em ai ăn cũng ngon thì mình cũng theo trend, mình cũng ăn theo. À, cái này thì thật sự là một cái trip mình đi gần đây, đây là cái trip mình chắc mong chờ nhất. Bởi vì nói chung là lâu rồi, một là lâu rồi chưa được đi, hai nữa là anh em mà để đầy đủ mặt tất cả mọi người từ Nam về Bắc thì đó cũng là một cái thứ mà nó gọi là phải kiểu đợt này đang dịch bệnh á thứ ấy, mời thì cũng hơi ngại, nói chung là mời ai ngại mày dịch bệnh ấy. Không biết là mọi người đi không ấy. Đấy, ngại ngại thế thôi. Kiếm chứ không phải bao giờ cũng có đâu, bây giờ có đám cưới hay cái dịp gì lớn thì mới có mặt tất cả anh em thôi, và đây là một trong những dịp đấy. Đó. Wow, mà Novotel này ngay gần nhà tôi luôn ấy. Một ông nào ở Hà Nội biết cái khách sạn Novotel ở chỗ Thái Hà này, mẹ chắc là nó phải ngừng thi công đâu đấy khoảng chục năm nhỉ. Ngày xưa nó là một cái nhà kiểu nó cứ thế là cái nhà thôi, xong mãi sau thì như bọn Novotel nó mua lại thôi. Bây giờ luôn thì mình đang rảnh. Cái nhà, cái khách sạn này thực ra là tôi nhớ là hồi xưa tôi đi học mà nó xây nó chưa xong cơ. Tôi nhớ khoảng tầm 10 năm. Nó vẫn chỉ là một cái nhà bằng xi măng, đéo có một cái gì cả. Trong vòng 10 năm tôi đi học qua chỗ Mạnh Án Đất Sở, đéo thấy xây gì kìa. Mãi bây giờ mới xây lên chứ. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn luôn về cái phòng của mình. À, thì hiện tại mình đang ở đây là Novotel Thái Hà. Thì với Novotel thì các bạn đã biết rồi, đó là một cái lượng chain, một cái chuỗi khách sạn cực kỳ lớn. Tôi đã biết đấy, tôi ở Hà Nội tôi đã biết quốc, cái này đúng không ạ? Toàn quốc, toàn thế giới. Anh Hiếu ở tôi biết đấy. Toàn quốc nữa. Mà ban đầu mình book là book cái Executive Suite. Đó chính là cái kiểu là cái phòng to á, phòng giám đốc á. Nhưng bởi vì mình đã nhận ra là mình không phải đi resort, mình đi kiểu khách sạn, mình không có ở nhà nhiều. Mình đến đây đa số chỉ dùng cái giường để ngủ thôi. Nên vậy mình cũng không book một cái phòng to làm cái gì cả, tối là mình đi. Tối là mình đi nguyên ngày mà xong rồi tối mình chỉ có về ngủ à. Thế là mình thấy wow, giống tôi vậy đấy luôn. Ngày xưa nhá, khi mà tôi hay vào trong Sài Gòn ấy, cái thời gian đầu tôi hay đi lại mà tôi hay book khách sạn xịn với cả là book vậy phòng to vậy đấy, kiểu ngủ sướng và kiểu cảm giác là thì mình làm suốt rồi, thỉnh thoảng mình đi thì coi như mình cũng nghỉ ngơi luôn. Nhưng mà khi mà book những cái phòng đẹp hay là phòng đắt tiền ấy thì có tối phải ngủ không, cả một ngày trời chi có lang thang bên ngoài, có hôm còn ngủ mẹ nhà thằng Hiếu lợn, sáng mới mò về thì đéo hiểu. Thì hơi phí,
thế thôi mình là chốt là mình book cho mỗi mình một phòng và Linh một phòng là phòng kế bên luôn. Đó, là mỗi đứa hai phòng y chang nhau. Là như này thôi, phòng nó cũng cơ bản cũng 33 mét vuông thì nó cũng nhỏ, nhưng mà nhỏ thì nó là khó tất cả gì. Không phải mấy triệu đêm mới qua. Này nọ tivi giường thì là có hết không thiếu một cái gì cả. Đó. Còn ở phía bên đây thì phòng toilet của nó thật sự là rất là bé luôn, nhưng mà nó tinh tế, có tất cả cái gì các bạn cần thiết ở đây là trong một cái phòng tắm hết, nhưng mà nó khá bé nhở, bé tí á, khá là nhỏ. Đây cái này có cửa, ôi bây giờ mới biết có cửa luôn, từ lấy giờ tưởng không có biết có cửa. Đó. nhưng mà nó khá là nhỏ, nhưng mà phòng tắm, toilet, tất cả mọi thứ là đầy. Ủa thì cái cửa kia sang phòng của con Linh à, đủ không thiếu một cái gì cả. Nếu mà nói mà ra Hà Nội mà ở đây thường xuyên thì chắc là mình cũng chắc ở đó. Bởi vì một là chỗ này nó đẹp, hai nữa khách sạn nó sang, ba nữa quan trọng nhất luôn và lý do sao mình book ở đây đó chính là gần nhà anh em. Đó, nghe đâu đó Dev báo mình là chỉ có khoảng 5 phút là đến nhà anh em rồi. Tính ra từ khách sạn này đi bộ sang nhà tôi gần cực. Không đi gần. Bộ mất đâu đấy khoảng 10 phút. Tôi thích đi bộ vậy là nhá, mỗi lần đi chơi tôi khoái đi bộ vậy mà vợ tôi đéo thích đi. Đây là mình chốt rồi, mình book ở đây. Đó, thì cái tô phòng nó chỉ cơ bản như vậy thôi, khách sạn thì 15 phút đây anh ạ. Thấy luôn rồi á. Mình quay cho các bạn xem luôn thì đó, nó nhìn sang dã man, đẹp dã man. Thì không có lý do sao không ở đây. Ủa, giờ mà đi anh kiểu lại nhiều tóc bạc nhỉ. Thì cả chắc mình từ nay cho mình ra Hà Nội mình sẽ ở đây thường xuyên nhiều hơn. Thôi, mình nói như vậy đủ rồi. Có gì tí mình đi đâu với Linh và Trang và tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ gặp Pi với đủ thứ đi. Nếu mà có gặp thì mình sẽ quay và sẽ các bạn xem luôn. Tôi có mời mình. Nhưng mà tôi có mời hết mà, nhưng mà có người đi có người không, mà có người bận có người rảnh, có người nói chung là không phải ai đi được đâu. Đợt này đi đám cưới tôi cũng thiếu nhiều người mà, đâu phải là đầy đủ đâu. À qua cuốn à. Đây chỗ này đối diện với cả man qua này. Tôi hay đi ăn măn quả đây này. Ngon vãi lìn. Đi con phòng sạch. Này Hà Nội nó vẫn có một cái gì nó khác Sài Gòn nhỉ? Kiểu mọi thứ nó cứ thưa thưa, nó đéo bị kiểu đông đúc xô bồ như kiểu có, Sài Gòn. Có, tôi có mời. Trời ơi, những người như thế tôi mời hết mà. Nhưng mà bận, thằng bé ú cả sao bao rồi, bạn bắn giải ấy. Qua bên đó là bún đậu hàng khê. Không có lần nào mà mình và Trang vô Hà Nội mà không ghé qua đây hết. Hiện tại bây giờ là sau một năm trời Trang cực kỳ thèm luôn. Thì mình đang rủ mọi người ra đây ăn tối ở đây, xong một tí nữa đi đâu thì đi. Hiện tại bây giờ là có mình Quang Cuốn, có Trang và có Linh Ngọc Đàm đang đi qua đây trước. Hiếu lợn ở khách sạn xịn bị muỗi đốt vào má kìa. Trời ơi, má bị lợn đốt, à nhầm muỗi đốt kìa. Lợn bị muỗi đốt. Rồi. Tí nữa thì như là Ben với cả Kiu thì ghé qua sau. Còn bây giờ thì hôm nay là ngày thứ bảy nữa, bây giờ có phố đi bộ. Thì bây giờ bọn mình phải bắt đầu là tử tân, bây giờ đi bộ tới bên ngoài vô. Và đường thì không nhớ. Linh thì là mà cô bé Hà Nội mất cấp. À ừ, có mỗi thầy tôi không mời thôi. Tại vì... thôi, nói ra thì... Thôi. Đấy, phải điều tra Google. Phải mò đường để lấy cho. Đúng là hơi đuối đấy, hơi đuối đấy. Quên bắt uống thuốc thì, à? Hôm nay thấy nó đông dã cả man các bạn, đông dã cả man luôn. Quên đấy, thuốc. Tưởng mùa dịch này anh em khỏi ngại ra, nhưng mà không, đông ơi là đông, đông cả Sài Gòn ạ. Uầy, đông vãi lìn ạ. Hôm trước tôi đi lên phố đi bộ tôi bị ngợp mẹ luôn mà các bạn. Như cảm giác kiểu đi chùa ngày mùng 1 ý, khủng khiếp. Các bạn thấy được không là phía này còn đang vắng nhá, tí nữa vô đường bên trong kia đông dã man. Cái này là kiểu do mới giãn cách xong ấy, mọi người chắn đường để hít thở không khí ấy. Với cả tập luyện thể thao ấy. Đây 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 đây. Chụp ảnh lên ngay. Tới nơi tới nơi tới nơi. Quá này ấy hả? Mặc dù tôi ở Hà Nội, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng mà tôi mới chỉ đi ăn ở cái chỗ hàng khay này đúng một lần. Nhưng mà vào cái trong ngõ này nhá, có nhiều hàng các bạn đấy. Nó phải có 3-4 hàng. Tôi biết ăn hàng nào với hàng nào. Bất cơ 7 người đúng không? 8 đâu kìa, còn pha đâu nào. Uầy. Đi mẹ, nhìn bà đang bám thèm thế. Hai tí mẹ chưa đi ăn bún đậu nhỉ. Tây nghề. Thôi béo lắm. Ăn bún đậu, ăn bún đậu béo lắm. Rồi bánh tráng. Bún đậu nhầm. Ui, hồi hồi. Dùng
dụng kia chứ. Anh ăn bún đậu nước mắm ra tay. Ai nhỉ? Ui ôi, mẹ quả đường này. Đúng là người miền Nam ăn ngọt thật đấy. Ngọt đường thế. Tay nghề pha bún đậu kẹt cacao à? Tự tin thế. Thực ra ăn bún đậu ngon nhất là ở cái bát nước chấm. Và tùy mỗi người sẽ có một cái khẩu vị và pha nước chấm riêng. Người thì ăn chua thì cho vắt cho nhiều quất. Người thì ăn cay cho nhiều ớt. Nhiều người thì thích ăn đường cho nhiều đường, thích ăn ngọt. Pha nước mắm thì mình ngon, ba kề ngon á. Ba kề ngon còn ai kề ngon nữa không? Ai? Anh ăn, em không làm ngon, sao anh nhờ em pha anh bị khủng. Không biết pha nó khác với cả ăn ngon nó khác. Chị hả? Chị thôi anh đừng có đụng mắm tôm nữa, anh tự pha đi. Anh sẽ biết như thế nào là cách pha. Cày thế nhỉ? Không lên rồi. Đấy, pha phải đánh khuấy lên đều như này. Nó phải mịn, nó phải đổi thành màu kiểu nó hơi... Kiểu, nó màu gì nhỉ? Nó chỉ là màu như này. Sao của em trắng thế mà của anh nó kiểu màu cháo lọc dễ? Của em có là... Của em... Gắng ơi, đánh giùm cái. Đâu, của anh lên rồi. Của anh lên rồi mà tại vì nãy Hiếu không để ý á. Úi dồi ôi. Hẻm thế nhờ. Cái này bao nhiêu người ăn đấy? 220.000, 4 người ăn. Là mỗi người 50.000. 4 người ấy hả? Uầy, tôi đi ăn bún đậu mắm tôm nhá, tôi chỉ cần mỗi bún với cả đậu phụ thôi là tôi đã ăn được rồi ấy. Ừ thì tất nhiên là có thêm cả nem thịt luộc, mấy cái kiểu chả quế hoặc cái thứ này thì nó ngon hơn thật. Nhưng mà chỉ cần đúng mẹ đậu phụ với cả bún thôi là đủ ngon vậy đấy. Các bạn là tại vì ở trên phố mà, tôi nghĩ nó đắt hơn bình thường. Nhưng mà trông như cô ấy cũng đầy đặn mà. Ôi chả cố mà, tôi chắc chả cố mà liền luôn đấy. Đéo, đéo ai ăn bún đậu mà đi quết ở bát như thế. Trông thế nào ấy. Em mà nhảy đỏ. Ê, muối đốt. Hiếu lợn bị hai con muối đốt. Một con đốt vào giữa hai mắt, một con đốt vào má. Trông buồn cười vậy. Em bằng sống sướng vậy. Ngon quá. Ủa, cảm giác kiểu người Sài Gòn ra Hà Nội ăn bún đậu nó bị ngon đấy. Cảm giác mình có động lực mẹ mới muốn mở một hàng bún đậu ở trong Sài Gòn vẫn lên đấy. Năm mấy em ăn à? Kèm trong đấy nó vừa đắt nó vừa đéo ngon đấy. Nhận tàu. Năm mấy gòn. Ủa, thế trong Sài Gòn không có quán bún đậu nào ngon à? Hay là phải ăn ở đúng Hà Nội nó mới ngon? Ra đây đi ăn. Tôi nghe Hà kể bảo trong đấy có hàng bún đậu ăn cũng gọi là được. Nhưng mà mẹ một cái mẹt mà ăn mà giống như Hà Nội ấy, nó rơi khoảng tầm 120 cho đến 150. Mình nghĩ uầy phải cả bìu ạ. Bình thường tôi dẫn đi ăn ở cái quán tôi ăn ở Chùa Láng ấy, mẹ có đâu đó khoảng 35-40.000. Mẹ full topping ăn mà kiểu lần lồn là vẫn còn bún cơ, ăn no quá liền. Đến ra nghe quán này sốc luôn, luôn bao nhiêu lâu mình ăn rất là nhiều lần rồi, mình quay cái bảng bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà được cái thật luôn, không có đâu đó không được bằng à? Đồ ăn tất cả đây rất là chất lượng. Đó kiểu là nó ngon từng món luôn ấy, chứ không phải là gì. Bởi vì cái bún đậu đấy các bạn thấy đó, từ đến mà đậu hũ qua đến bún qua đến tất cả một cái gòi nhất là nọ, đâu ra đó nó cực kỳ ngon luôn. Món nào cũng hợp lý. Đó, để tìm được cái món nào mà kiểu làm cái quán bún đậu nào hoàn hảo như này Sài Gòn thật sự là mình chưa tìm thấy được. Trời ơi, cơ hội rồi. Thôi, mới tìm. Ô mày lệ mày, nhét mẹ mày miếng đậu phụ một mồm mà. Được cái quán mà phải gọi là đỉnh cao của cao luôn. Về phần của món này là lý do sao bất cứ lần nào mình ra Hà Nội là vợ mình cũng đòi đi. Nó kiểu như là nhất thiết luôn ấy. Bất cứ cái gì mình có thể bỏ qua được, nhưng mà bún đậu thì không. Đó. Nói chung là bây giờ là Ben và Pew đã tới rồi đấy. Bây giờ anh em mình đang kiểu là mới ăn xong thì bây giờ đi qua phố đi bộ xem nó có những gì một tí. Lâu lắm mình chưa đi phố đi bộ, tính ra bây giờ là cũng phải là 3 năm rồi mình chưa được tới, chưa được khám phá. Bây giờ anh em mình ghé qua vì mình đang có nhiều thời gian mà. Thôi một tí lúc mà đã ổn định rồi thì mình sẽ đi tìm sau kiểu là mấy cái nơi mà đi ăn uống hay là nhậu nhẹt tí. Hay là bà mình mẹ thằng phải làm cái đồ nghề, Happy.
thằng này nó sống ở Hải Phòng, hình như nó bị nhốt ở trong chuồng hay sao các ông ạ, tôi đéo hiểu. Nhưng mà lần này gặp lại tôi thấy mắt nó lại long lanh, trông nó vui lắm. Kiểu như kiểu mẹ, đúng như kiểu sống chuồng luôn, như một chú chim. Đéo hiểu được, đi với thằng này. Outfit vậy đấy. Lâu 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 đi đâu như này không khí vui mà. Anh thích dã man luôn đấy, kiểu là đi nhiều thì ngán, nhưng mà kiểu lâu lâu ấy. Mà thấy Hà Nội đi đường phố đi bộ vui hơn trong Sài Gòn. Trong Sài Gòn nó kiểu là một cái đường rất là to, còn trong Sài Gòn nó chỉ là một cái đường thẳng vậy thôi. Nhưng mà đâu kiểu không khí cơ. Kiểu không khí cơ. Nói chuyện lệch sóng nhau vậy đấy. Không khí nó có khác. Đường ngõ nó rất là ấy nè. Còn trên ở phố đi bộ nó còn kiểu trong Sài Gòn phố đi bộ nó toàn kiểu như là người ta đến người ta ăn mấy cái xiên xiên đúng không? Xong rồi ngồi trên xe máy ngồi nói chuyện tâm sự. Ngoài Hà Nội lại còn kiểu có mấy hoạt động thể dục thể thao, với cả nó nhiều hoạt động vui hơn. Mình đi một đoạn thấy người ta đang đá cầu à, mình đi một đoạn thấy đang nhảy dây này, mình đi một đoạn thấy người ta đang hát hò nhảy múa này, karaoke vui lên. Còn rào chỉ được đi ở trong cái đường. Mà công nhận phố đi bộ Hà Nội xịn hơn nhiều, vui hơn nhiều. Đây đâu phải một đường á, mấy đường sôi động cái câu. Nhưng mà kiểu cảm giác là mọi người đi nè, nó kiểu có không khí nó vui vui ấy. Mà người này người kia làm này góc kia. Trong Sài Gòn lâu lâu có mấy anh hát ở trên giữa góc vậy xong. Ui, đằng sau có chị áo trắng cầm túi cóc với cả túi xoài to thế. Chốt, hiện tại là bây giờ đến cái màn mà gọi là mất vợ. Mình không biết vợ mình đâu rồi. Mất mẹ vợ Piu luôn. Piu ơi, kiếm vợ đi Piu. Rồi chà, gọi người ta đi Piu. Ui, anh Piu giờ này kiểu không mà còn đùi nữa nhở. Mà còn dài rồi nhở. Hay là mày lạnh nhỉ? Đâu, vẫn có người mặc quần đùi kia. Quá outfit. Mở cay thế nhỉ? Đâu, 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 đây, 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 đây. Thật luôn. Mẹ, tưởng mất rồi chứ, tưởng mất vợ à? Mẹ, thằng bé bẩn. Ôi, ba thằng mặc áo drill luôn ạ. Thề. Mất khỏi đời đó ngay. À, đi mà tôi mất Piu mất Trang mà khổ giá cả man. Tao thả luôn đấy. Tao thả luôn. Ê, như tăng giờ ơi vậy. Kéo hai tam dây vào thì. Về. Éo hiểu lâu mình đang nghĩ là sao mình chơi với anh này. Đó là câu hỏi sự thật. Lâu lâu thấy nó dở hơi dã man. Cái này là cái gì vậy? Tại mày chơi nó nên mày mới bị muỗi đốt hai phát vào mặt đấy. Chết mẹ, Linh không thấy được gì đâu. Không biết. Thế rồi Quang tham gia đi. Quang ơi, mày đang cô đơn lắm rồi Quang. Đây ơi. Ghép đôi để anh nhá, để anh nhá. À, cái chương trình này tôi thấy ở trên YouTube này. Ghép đôi ghép cặp đéo gì đúng không? Quang đâu? Mày Quang ơi, mày chưa có ai Quang. Anh chị còn muốn yêu lại lần đầu không ạ? Không được, không được, không được. Anh ok. Bây giờ là Quang bị đuổi. Anh không biết điều khiển đó, anh không điều khiển được đó. Hôm nay hai chị đang giao anh Quang cuốn thôi em rồi chứ mà anh ý. Anh ý kiếm chuyện để bỏ, còn đớ. Đây mắc cỡ rồi. MC giọng chất lượng. Mắc cỡ là chương trình gì vậy? Anh đang nào ghép đôi à? Ghép đôi chết mà không? Bây giờ anh nói nhá. Không, nhưng mà đây là toàn cặp đôi hết rồi, chỉ có đúng Quang thôi, không còn ai cả. Bây giờ em hỏi Piu đi, Piu lâu lắm chưa làm gì nè. Anh thấy thằng Piu cũng hợp lý. Đây, thằng mặc cái quần ngủ đi chơi kìa. Đó. Anh Piu ơi, em cảm thấy rất là đẹp trai trong hôm nay nhá. Ok, chốt lại, học một bài học ngày rút đạt ngày hôm nay. Đừng có lên nhiều chuyện, đừng có ham vui. Mình đi đâu vậy? Năm cây nữa. Anh thích dã man luôn đấy. Xa thế Quang ơi, xa quá. Anh nhận ra một điều là thằng này chưa được ra ngoài đường lâu lắm rồi. Nó chưa được đi ra ngoài đường cực kỳ lâu rồi. Sắp tới, quán gì mà xa thế. Không đẹp chưa? Đùa chưa? Không buồn nói. Mà nóng quá. Anh em cứ kêu gần đây thôi, lấy là đi phải mẻ mấy cây à. Mà xa quá. Xa hết chịu nổi rồi. Đuối thật. A few moments later. Bây giờ là mày đây nhạc wow. Hơi căng rồi đó. Nhưng mà lên đây mình chơi người chưa một tí. Nó là quán
không hiểu quán gì đâu. Ở đây mình chill một tí á, nghe còn nhạc không muốn chill luôn đấy. Tại vì quán đó thì mình né đây thì ngồi chơi tí, ngồi tí tiếp tiếp. Nhạc căng quá, có chuyện nghe gì đâu. Rồi, đúng cuộc sống của người nhiều tiền nhỉ. Một đại gia đất Hải Phòng với cả một đại gia trong Sài Gòn. Đi chơi vào ba việc nghe nhạc chiêu chủng mà dập uỳnh 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 thế này. Bọn tôi cả team tôi đi chơi bình thường toàn ngồi trà chanh. Ok, cái điện thoại ổn không mà khó mày quá. Ok. Đấy, đây là sáng ngày hôm sau, đây là ngày thứ hai mình đang ở Hà Nội rồi. Thì tối hôm qua mình có quay cho các bạn đến đoạn các bạn em mình đi chơi ấy, nhưng mà thật sự ở đấy nó quá là ồn luôn để có thể quay được cho bạn tiếp tục những cái tiếp theo. Nhưng nói chung là hôm qua là nói chung là uống hơi nhiều. Ra lừa anh em mình hơi bị lỡ tay. Uống chỉ một chút thôi. Có đang nhức đầu ông Linh đó em. Là biết ngay đó. Chúng ta như mình đã nói mình uống hơi bị nhiều một chút, anh em ngủ dậy cũng hơi bị trễ. Nhưng hiện tại bây giờ nó khoảng 3:30 giờ, em tất cả chuẩn bị xuất phát và đi qua bên đám cưới của Funky. Nghe đâu đó là khoảng 4 giờ cũng gần khách sạn này. Ủa ngay gần luôn này. Thái Hà ra bên là Trang make up xong thôi. Chuẩn bị ra đi mất cây à, 2 cây rồi. Vẫn chưa xong. Với make up của Trang các bạn biết rồi, nó 1 2 3 tiếng không đủ đâu, 4 5 tiếng cũng không đủ cả. Trang là không bao giờ đủ thời gian, trễ là phải nhất thiết phải có. Đó. Lên vậy bây giờ là anh em mình đang ngồi đợi nốt Trang xuống thôi là mình chạy qua bên Funky mà chào đón tất cả anh em refund, tất cả mọi người chưa gặp một thằng trên núi một cái gì và chào đón núi. Tất cả anh em refund, tất cả mọi người chưa gặp một thằng trên núi một thằng vừa quê mới lên đó. Thì hai thằng đấy hôm nay sẽ góp mặt và đầy đủ ba anh em sau khi chứ khoảng 2 năm và chưa có gọi là đông đầy đủ như thế này. Uầy, tôi đi chơi với cả đội trong Sài Gòn nhá, nhất là đội chị em trong Sài Gòn nhá, có quả màn gọi là màn market up mẹ mà lâu vãi cả bều thề, lại còn có quả là sau khi mà về nhà đã tẩy trang rồi thì sẽ không đi chơi nữa, trong khi chị em ở Hà Nội thì tốc độ cao vậy đấy, bảo đi chơi phát là đi luôn. Đúng một là cái son thôi đi luôn xong xong. Và mấy chị em trong Sài Gòn là lúc nào cũng phải em phải market up khoảng 3 tiếng anh ạ, vãi cả cứt thật. Trừ các chị đi nói xạo đám cưới của mình quên mất mẹ luôn đó, nhưng mà từ lúc đó đến giờ là chưa gặp luôn đó, nhưng mà tí nữa thôi mà mình sẽ quay với bạn xem luôn ở bên đây có những ai, những gì và làm những gì. Alright, tôi nghĩ chắc là cái kiểu trong Sài Gòn nó khác. Đến cả mọi việc mà mọi người buổi tối đi ra ngoài ăn với nhau thôi là cũng phải súng xính quần áo váy vóc các thứ xong phải trang điểm, còn kiểu ngoài Hà Nội này mà quần đùi áo ba lỗ. Hôm trước tôi với cả thằng Tú Đụ đi ăn bún đậu thì hai thằng quần đùi áo ba lỗ chặt đi ăn. Trang này ơi, mình hẹn mấy giờ để Trang này? Mình hẹn. Mình đang mình hẹn mấy giờ chị Trang này? Mình make up như Tây nhỉ? Hả? Mình make up như Tây nhỉ? Đúng không? Mày đi giờ spot lại cô dâu ạ? Spot lại cô dâu. Tí bị chửi bây giờ. Bobo, fuck Bobo. Ê phải em. Mẹ ông cục cái gì vậy mày? Đó bây giờ là sao? Bây giờ đi trước đúng không? Thầy dạy thể dục. Ấp vô địch. Rồi, slap đéo thì đeo khẩu trang. Hai mà mấy đứa đen luôn á. Đi lên tầng 2 đi. Đây. Ở lên tầng 2 ngồi sảnh đâu rồi. Ê, con kẹt bên kia kìa. Con kẹt kìa. Bông điện. Mà luôn đến trễ à. Ủa sao mình đéo thích cảnh nó vào này ta? À lui tôi lên trên ngồi mẹ rồi. Nhìn như thằng kia. Thằng đổ đâu rồi? Đổ trong rồi à? Đi vào trong ha. Trang ơi vô trong Trang ơi. Ôi thề chứ mẹ, mày đã bảo mọi người là đi lên trên đi, vừa mát vừa có ghế ngồi. Đéo nghe. Vẫn cứ ở dưới này, bây giờ dưới này mẹ đội đông vậy đái, một đội Sài Gòn, một đội Hà Nội, xong rồi đội bóng, xong anh em quen nhau các thứ, cứ đứng người này, người đứng người ngồi, trời ơi, bảo lên trên đi. Tính ra tôi thuê chỗ này tổ chức tiệc cưới hợp lý phết, tại vì nó có một cái sảnh tầng 2,
là có mấy ghế để ngồi đợi khách khứa thứ đến, với cả xe cộ nữa, ai đi ô tô thứ đỗ cũng hợp lý. Đây là tầng 4 này. Ba trà. Đây nha. Đây là mọi người. Đây. Kiểu kiểu đéo quen đúng không? Đồ trẻ đấy là. Hãy cho anh Bill, hãy cho anh Dũng. Ca sĩ Dũng, nghệ sĩ Dũng. Vỗ tay thật lớn để chào đón sự sánh đôi bên nhau của Đắc Tú và Thu Hà. Cay thế mày. Rất tuyệt vời. Lúc mà trước khi bước vào đây thì mình nghĩ nó cũng khá đơn giản. Và khi bước lên đây và tôi muốn tổ chức đám hôn lần. Cái gì cơ? Anh Hiếu bảo đi 450 đúng không? 450 là cái gì? Đám cưới nữa. Đã nở nụ cười chúc phúc cho vợ chồng chúng mình. Chúng mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây. Dù rằng có một vài người không thể đến được. Đi vậy đó xong mình nói câu đấy nhở? Ừ, thực ra là lúc trước khi đến ấy là tôi cũng nghĩ rồi, bảo là có khi nào mẹ MC sẽ hỏi mình câu gì đó không? Thì tôi cũng nghĩ trong đầu, ừ, mình sẽ phải nói như này. Đầu tiên là mình sẽ phải cảm ơn này. Thứ hai là mình sẽ phải nhắc đến là có một số người không thể đến dự này. Đấy, thế không phải tôi nên nói đúng y thế các bạn. Không phải, nhưng mà tôi không nói thầy ô nip, mà là tôi nói một số người, ví dụ như mấy anh em trong Sài Gòn các thứ đã không đi được. Còn thầy tôi có mời đâu mà đi. Mặc dù thì em không có thể lo được cho người bạn đời của em ba bữa, nhưng mà hai tim cút của em có thể lo được cho người bạn đời của em. Đây các bạn, ông anh hôm ném mic đây này, quay cảnh tao mồm to vậy. Ui xa, uống đổ hết ra ngoài ạ, à? Sao mới say thế. Lúc đi hết đi, lúc mày hết rồi. Để xem bao nhiêu lần có tên vui ạ. Vua Hà Nội. Đầu tiên thì xin gửi lời cảm ơn đến tiết mục văn nghệ của nhà gái. Sau đây nhà trai bên Hà Kỳ đội bóng ở bên Rình Phan Nghệ Minh có tiết mục văn nghệ. Xin gửi các bạn, xin giới thiệu tất cả các bạn. Xin mời. Lúc ấy là kiểu họ hàng các thứ là về hết rồi, thì bắt đầu kiểu mọi người ở lại cũng thoải mái hơn ấy. Thế là lên nhảy múa hát hò chứ. Bây giờ mà kiểu các ông, các bà, cô, các bác vẫn ở lại, mẹ lên nhảy múa tưng bừng, ngại. Mọi người bị ngại. À, cái thằng CJ này cũng thế, mẹ súng sinh phụ kiện. Xin chào các bạn, người xin giới thiệu mình là CJ. Mình đến từ, trước đây mình hay nói là mình đến từ Quảng Ninh. Và người ta hỏi là, anh nói tiếng Việt siêu quá, thì đó phải nói là mình là người nước ngoài. Thì mình nói là mình đến từ Quảng Ninh, chào các bạn, mình bán ăn luôn. Anh xí dây mặc cái áo này trông giống con bò sữa vậy liền nhỉ. Đáng yêu vậy liền. Mình chơi loát kiểu, nhưng mà cho mình xin một bài thân cả yêu xíu. Yeah. Đây là một bài tặng quà cho hai vợ chồng Tú với cả Hải nhá. Cảm ơn rất nhiều. Alo. Ngồi mặt vào lít không anh ơi. Cảm ơn ạ. Hello. Nhà có hơn mic
lại đứng giữa khung hình rồi. Em đỏ, em đỏ hôm ấy cũng cháy cơ. Mẹ lúc đéo lọc thấy mẹ nó khoác vai mình ạ. Mặt đỏ lư. Mẹ chắc mày say lắm rồi. Chú ở dưới quê của tôi. Tiếp theo một tiết mục các đến từ gia đình mình Phan Thế Minh với công an tổ Ra Qua và Lê Thúc Thiên là. Nãy là mọi người nghe những ca khúc đến tưởng tình mà bây giờ anh chỉ qua bác đi nhá. Đây đây. Em xin mời Thiên Đàng ạ. Thiên Đàng. Mẹ như ca sĩ đi sâu nhở, mẹ biểu diễn chuyên nghiệp vãi lìn ạ. Mẹ đáng đi mời bia chứ. Nghe thấy em hết em bố hát Thiên Đàng các bạn chạy đến luôn ạ. Câu trả lời của em là cô dâu kiểu đến đoạn này hát như nào. Thuộc lời. Mẹ trong mặt thằng Pupu đúng kiểu là mẹ chúng mày vẫy tạo vẫy góp vui. Vui quá. Sao béo. Sao béo vừa giành được mic hát được đúng câu lên theo hàng này. Xong, hết bài luôn. Đây rồi. Trường Sơn đông mơ, Trường Sơn bay.
thuộc lời, đéo thuộc lời, tôi đéo thuộc. Đéo phải, lúc ấy say lắm rồi, đéo thuộc lời rồi, líu mẹ cả lưỡi rồi mà chúng che con mẹ hết cái màn hình. Ờ. Ta có mic 2000 đô mẹ nó. Hát hay phết đấy chứ nhỉ. À, đi mẹ. Bỏ ra anh Độ ẩn tôi ạ. À. Tự nhiên tôi thấy có ai ẩn tôi sau lưng ạ. À. À, xấu hổ quá. À. Mẹ say quá. Bị gãy cánh à? Không phải, không phải hát đâu. Ai cũng là ai cũng cùng một loại lớn chắc chắn. Ép, ép ít. Những bức thương thay gì nhỉ? Khuôn bom say rồi mà đừng lại không nào hát lại lên bắt đầu lại bắt tay ôm ấp. Ờ, lại lại ra bắt tay này. Đi mẹ. Ông này tôi vừa thấy xuống mời bia tôi xong, mời rượu tôi xong. Em ai giới thiệu với anh em là Dương, em là shipper ở bên Michi Food. Em ship với nhà anh mấy lần rồi đấy. Anh em xem anh bao nhiêu năm nay rồi đấy. Ô, vừa nói, ừ rồi ok, ừ chúc sức khỏe em. Vừa uống xong quay lại sẽ làm mẹ trên sân khấu rồi. Ôi tốc độ khủng khiếp thực sự ạ. Thằng này tên là Dương. Thằng này gọi là gì ạ? Làm trưởng ship bên tôi, nghĩa là quản lý bên anh em shipper. Thì hôm... mấy hôm trước khi cưới thì có bảo tôi là anh ơi, cho phép em với cả mấy thằng hôm đấy đám cưới sang mời anh Độ. Bảo ừ, mà mời thì anh em đi một thể thôi nhá, đừng mời từng người sợ anh Độ say ấy. Ok, đấy, xong mẹ quay ra quay vào thấy năm con mẹ trên này rồi ạ. Vai cả lớn. Ủa, đéo biết gì luôn mà, sai kiểu đéo biết gì luôn, mọi người làm gì cũng đéo biết luôn mà. Đúng nhạc rồi đấy. Xấu hổ vai lộn này. Bài nó là dịch tình, nó cướp mic ấy. Thằng Sa Béo này hay mượn mic lắm. Bài đéo phụ nó vẫn mượn mà. Anh Trịnh, anh Trịnh. Vì cuộc sống luôn thay màu.
lùi một bước. Ok à? À hết rồi à? Thay nhau chỉ còn nhớ thương u sầu, chẳng còn nắm đôi tay nhau, con tim anh không biết tìm nơi đâu, đi giữa trời mưa ngâu với nỗi nhớ này chưa lâu, nhưng luôn theo anh đến tận thâm trời đi theo điên cuồng, rồi cùng qua trước thiên đường, trong cuộc sống luôn kiên cường để tìm kiếm những yêu thương, đôi chân em vẫn bước tìm muôn phương, đi giữa trời phóng sương. Chào anh hoa đã tàn không hương, sao em không soi rõ mình trong gương. Nhớ đâu nhỉ? Kết mẹ rồi. Ô Hiếu không quay cảnh kết à? Ô tôi Hiếu ham vui quá rồi. Hiếu bị muỗi đốt, Hiếu quên mẹ luôn cả cảnh kết rồi. Cho Hiếu một like. Đỉnh 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 đỉnh. Rồi. Đấy, tôi bắt. Còn đoạn lên phố đi bộ với cả hậu đám cưới nhưng mà chắc là anh Hiếu không quay. Ô, này có người donate à? Ủa, cảm ơn là vừa donate à. Tiếng to quá, đéo nghe gì cả. À chết rồi, đây là đang định bảo vào vlog anh Hiếu like với cả cảm ơn cả. Đoạn này buồn cười luôn thế. Ôi, đang định bảo mẹ viết thêm cái trái tim nữa mà.